Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 100 năm Hoa Kỳ chống chủ nghĩa cộng sản. Tác giả Roger Conflict vừa đưa ra một quyển sách về cuộc chiến của Hoa Kỳ kéo dài một thế kỷ chống lại chủ nghĩa cộng sản. Mà theo ông, cuộc chiến này sẽ lụi tàn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất cử vào tháng 11 này. Tiến sĩ Roger, một ký giả và hiện đang sống tại California, và nhà phân tích chiến lược chính trị dày dạn kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và các chính sách của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh tiến sĩ Roger và quyển sách Cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ. Tác giả Conflict nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng tiếng Việt về quyển sách Cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ như sau. Tôi nghĩ rằng năm 2020 chúng ta có một sự lựa chọn cho tương lai của nước Mỹ. Và đằng sau sự lựa chọn đó là một chặng đường lịch sử. Đó là cuộc đấu tranh chính trị kéo dài 100 năm giữa Hoa Kỳ và chủ nghĩa cộng sản. Tác giả đã ghi lại sự trỗi dậy, sự sụp đổ và sự phục hồi của chủ nghĩa cộng sản tại Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện về một thế kỷ hoạt động chính trị cộng sản giữa các tầng lớp tinh hoa văn hóa của Mỹ, từ những người theo chủ nghĩa Bolshevik của Lenin cho đến sự thâm nhập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thế giới điện ảnh Hollywood, các tập đoàn, trường học và truyền thông Mỹ. Lời giới thiệu về cuốn sách đã viết như vậy. Theo tác giả, tiến trình này đã tiến tới các cuộc bạo động tại Antifa và phong trào Black Lives đòi công lý cho người da màu và các sắc tộc dân thiểu số đốt cháy các thành phố của Mỹ. Cuốn sách đã nêu bật những tính cách và sự kiện chính trong cuộc đấu tranh giữa văn hóa Mỹ và chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng bày tỏ quan ngại trước việc các trí thức, diễn viên, nhà văn và nhà báo nổi tiếng của Mỹ được truyền cảm hứng từ các lãnh tụ cộng sản như Lenin, Stalin, Mao, Castro và Tập Cận Bình. Ông đã cảnh cáo như sau: họ nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn bên ngoài các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ. Chủ nghĩa chống cộng và sự tôn kính đối với nước Mỹ đang phai dần. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh tụ cộng sản. Sách của ông tập trung vào giai đoạn tháng 8 năm 1948 với cuộc điều trần tại một ủy ban Hạ viện Mỹ do dân biểu Richard Nixon làm chủ tịch, đã phanh phui vụ luật sư Mỹ Andrew Heath và nhà văn Chambers là gián điệp cho Liên Xô từ những năm 1930. Nhưng sau đó, ông cũng điểm lại việc chủ nghĩa cộng sản bắt đầu ảnh hưởng đến Mỹ từ cách mạng tháng 10 Nga và chuyển tiếp cho đến sự kiện tháng 11 đỏ năm 2020, tức là bầu cử Tổng thống Mỹ. Sách cũng đề cập đến Thế chiến thế giới lần thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Việt Nam, nhưng phần lớn nêu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản đến Hoa Kỳ từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Ông Conflict đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau: trong chiến tranh lạnh, chúng ta phát hiện có từ 300 cho đến 500 điệp viên Nga. Cách nay 20 năm, FBI cho biết có lẽ có đến 2.000 điệp viên. Con số bây giờ có lẽ là 50.000 trên toàn thế giới, và một phần lớn trong số đó là Hoa Kỳ. Vì vậy, nguy cơ đối với Hoa Kỳ và với thế giới tự do là cực kỳ nghiêm trọng. Tác giả cũng dẫn chứng rất rõ ràng những nỗ lực của các nhà hoạt động xã hội Mỹ như Tom Hayden hay diễn viên điện ảnh Jane Fonda có những hỗ trợ tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam thực hiện các chương trình phản chiến. Ông viết như sau: tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, chính quyền Cộng sản đã trao kỷ niệm chương vì hòa bình và hiếu nghị cho các nhà hoạt động Mỹ như Frank Joyce, Marie Antoinette, Judo Combo, Alex Haidt, Katyn Asan và một số người khác vì những đóng góp của họ cho chiến thắng của Việt Nam. Nhận định về sự ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc tới người dân Mỹ, tiến sĩ Conflict đã nói như sau: đó là cuộc chiến 100 năm chống lại sự thống trị của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Và hiện nay, Trung Quốc là một phiên bản của Liên Xô trước đây, nhưng Trung Quốc thì nguy hiểm hơn Liên Xô rất nhiều. Đây là hình ảnh của Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự một cuộc duyệt binh vào năm 2017. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây đã nêu những mối nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước Hoa Kỳ, ông Conflict cho biết thêm như vậy. Nó đã thâm nhập vào Hollywood, các trường học và các tập đoàn Mỹ, ông nói. Theo nhận định của ông, với cương lĩnh, pháp luật và mệnh lệnh, Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa có thể giúp Hoa Kỳ tiếp tục chống lại mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản khi mà số lượng những người chống chủ nghĩa cộng sản đang ngày một giảm đi. Ông nhận định cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020
sẽ là một nguy cơ để Đảng Cộng sản hồi sinh nếu như Tổng thống đương nhiệm thất cử. Ông đặt ra câu hỏi là liệu 4 năm nữa với Tổng thống Trump chúng ta có thể đặt cược chúng ta có thể quay lại hoặc là trở lại cuộc chiến này hay không. Nhưng nếu như Tổng thống Trump không tái đắc cử, nước Mỹ coi như đã chết, tất cả đã kết thúc. Roy Kenfield là tác giả có tác phẩm nổi tiếng về phong trào phản kháng trong chiến tranh Việt Nam như Mỹ Cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào. Trong quyển sách này, tác giả cho rằng kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua mặt trận chính trị ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình phản chiến, chứ quân Mỹ không thua trận do Cộng sản Việt Nam đánh bại. Đây là hình ảnh nữ diễn viên Mỹ Jane Fonda ngồi trên nòng súng phòng không hát bài ca phản chiến tặng bộ đội miền Bắc gần Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam vào tháng 7 năm 1972. Hành động phản chiến của bà bị nhiều cựu chiến binh Mỹ coi là hành động phản bội. Chính vì thế, trong cuộc chiến 100 năm của Hoa Kỳ vào tháng 10 đỏ 1917 đến tháng 11 đỏ năm 2020, ông viết như sau: sự oán trách và lòng thù hận ở nước Mỹ đã ra đời từ tháng 10 năm 2017, bị phơi bày vào tháng 8 1948, rồi trỗi dậy trong thời chiến tranh Việt Nam và sẽ thăng tiến vào tháng 11 năm 2020. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1917 và từng được xem là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Liên Xô và một có mối quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần đây cũng lên tiếng ủng hộ ứng viên Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ông Bob Avakian, một trong những thủ lĩnh của phong trào phản chiến Việt Nam từ năm 1965 và hiện là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cách mạng Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2020 đã tuyên bố ủng hộ ông Biden. Còn ông Joyce Zim, đồng chủ tịch của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người gia nhập vào đảng này từ năm 16 tuổi và từng tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960, phát biểu trên Twitter vào hôm 19 tháng 10, kêu gọi mọi người đi bầu cử vào ngày 3 tháng 11 vì sinh mệnh chúng ta phụ thuộc vào cuộc bầu cử này. Ông Zim, người cáo buộc rằng Tổng thống Trump có quan điểm phân biệt chủng tộc và là người theo chủ nghĩa tân phát xít, nhận định rằng sự phản kháng trong đảng đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm là khá lớn. Trước đó, ông Zim cũng từng nhận định rằng chủ nghĩa chống cộng tại Mỹ đang yếu đi nhưng vẫn còn là một trở lực. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi đó, từ khi nhận chức vào năm 2017 cho đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp công kích chủ nghĩa xã hội và thông điệp tái đắc cử năm 2020, ông xoáy vào nỗ lực ngăn chặn sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, nhất là sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến đất nước và con người của người dân Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ cũng lên tiếng như sau: Trung Quốc không còn là một quốc gia bình thường, các đồng minh cần đoàn kết để chống lại. Theo trang tin của Hồng Kông Đông Phương, vào ngày 24 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu rất cứng rắn tại Thư viện Tổng thống Nixon, nội dung được cho là chiến lược toàn diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó với Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo đã nổ súng vào Trung Quốc một cách toàn diện. Trung Quốc là một chế độ bạo ngược mới mà thế giới tự do nên chống lại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 đã phát biểu như trên sau khi Washington ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston, bị cáo buộc là một ổ gián điệp. Từ Thư viện Tổng thống Richard Nixon tại California, Ngoại trưởng Mỹ còn nói rằng Trung Quốc ngày nay ngày càng trở nên độc đoán ở trong nước và thái độ thù nghịch đối với tự do và những nơi khác ngày càng hung hăng hơn. Theo hãng truyền thông AFP, với giọng điệu gay gắt hiếm có, mang hơi hướng một cuộc chiến tranh lạnh, lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ tố cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đệ tử trung thành của một hệ tư tưởng toàn trị đã bị phá sản. Nhằm nêu rõ chiến lược cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước người khổng lồ châu Á, nhiều lần bị ví như một mối đe dọa hay hiểm họa, Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi các quốc gia tự do hãy hành động và thành lập một liên minh dân chủ mới. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ, mục tiêu của việc chuyển sang hành động này là nhằm làm thay đổi thái độ giới lãnh đạo Bắc Kinh, nhưng không đi đến việc lật đổ chế độ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng Mỹ đã thờ ơ trước sự xâm lược của Trung Quốc trong nhiều năm và chỉ ra rằng chính sách hiện tại của Washington là sửa chữa khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh không công bằng trong quá khứ. Ông cũng nói,
Xung đột với Trung Quốc là chính sách dài hạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đó cũng là công việc ưu tiên của các đảng viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Thượng viện và Hạ viện. Vì vậy, cả hai đảng đều nhất trí thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc và cho rằng tài năng của Mỹ đã bị Trung Quốc cướp đi. Điều đó đã khiến cho nền kinh tế của Mỹ không thể phát triển được. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng Mỹ không còn coi gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei là một gã viễn thông vô tội, mà xem đó là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đã có hành động thích ứng. Ông cũng chỉ ra rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA không phải là một quân đội bình thường. Nó không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc, mà là để duy trì sự thống trị tuyệt đối của giới tinh hoa Trung Quốc và mở rộng đế chế Trung Quốc. Ông nói rằng Liên Xô trước đây đã tự cô lập khỏi thế giới tự do, nhưng Trung Quốc thì đã bước vào biên giới của chúng ta. Bây giờ đã đến lúc các nước cùng chí hướng hãy tập hợp lại và thành lập một liên minh dân chủ mới chống lại Trung Quốc. Ông nói rằng nguy cơ hiện nay là rất rõ ràng và thế giới tự do cần phải đáp trả và không thể quay lại quá khứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 với bản tin 100 năm Hoa Kỳ chống chủ nghĩa cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.